Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đã có buổi kiểm tra thực tế và làm việc với quận Thanh Khê về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Với diễn biến thời tiết mùa mưa, gần đây số ca mắc sốt xuất huyết tại quận Thanh Khê liên tục tăng cao. Đến nay, toàn quận có tổng cộng 1.424 ca bệnh, tăng hơn 15 lần so với thời điểm này năm ngoái và đã có một trường hợp tử vong. Qua giám sát dịch tễ, địa phương đã xử lý 75 ổ dịch nhỏ, ngăn chặn dịch lây lan diện rộng. Qua kiểm tra thực tế, tại phường Hòa Khê, địa phương có số ca mắc nhiều thứ hai tại quận Thanh Khê với hơn 230 ca, cho thấy tại đây nhiều nhà dân vẫn còn có các dụng cụ chứa nước, các bình hoa trong nhà không được thay nước hoặc bỏ muối nên phát sinh nhiều bọ gậy. Trước nguy cơ dịch có thể bùng phát trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến yêu cầu phường Hòa Khê nói riêng và quận Thanh Khê nói chung tập trung cao độ cho công tác phòng chống sốt xuất huyết theo chỉ đạo của thành phố. Trong đó phải nâng cao hiệu quả công tác phối hợp xuyên suốt từ quận đến cơ sở một cách chặt chẽ và then chốt, là phải giám sát, quản lý ca bệnh để ứng phó phù hợp. Mưa nắng liên tục thì cái nguy cơ mà dịch bùng phát, dịch sốt xuất huyết cũng là một cái mà chúng ta đang lo lắng. Và một trong những biện pháp quan trọng của phòng chống dịch đó là chúng ta phải nắm được ca bệnh, đúng không? Thì chúng ta mới đánh giá được tình hình, chúng ta mới xác định được ổ dịch để chúng ta mới đưa ra những cái biện pháp kịp thời. Mà cái chính đó chúng ta đang để bỏ ngỏ. Thì nhận định tình hình như vậy là đề nghị là chúng ta vẫn phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc các cái chỉ đạo và các kế hoạch mà chúng ta đã xây dựng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu duy trì thường xuyên việc ra quân cũng như tuyên truyền vận động nhân dân tự giác diệt lăng quăng bỏ gậy, bởi đây là biện pháp căn cơ hiệu quả nhất. Về mặt chuyên môn thì chúng ta vẫn phải kiên trì cái biện pháp diệt bọ gậy lăng quăng và không có mũi thì không có sốt xuất huyết là một biện pháp quan trọng nhất, tiết kiệm nhất và hiệu quả nhất. Các anh chị phải rà soát lại hết các cái hệ thống để mà ra quân diệt bọ gậy lăng quăng. Cái này là phải làm liên tục và kết hợp với cái truyền thông. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị không chỉ ở khu dân cư mà mỗi sở ngành địa phương, đơn vị trường học cũng phải tích cực tổ chức diệt lăng quăng, bỏ gậy ngay tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình và chịu trách nhiệm với lãnh đạo thành phố. Ngành y tế tiếp tục tập trung làm tốt công tác điều trị cũng như truyền thông về mức độ nguy hiểm của bệnh và có những khuyến cáo đối với người dân. Lưu ý đề xuất việc phun hóa chất chủ động để diệt muỗi, có kế hoạch đảm bảo vật tư, phương tiện để phòng chống dịch.